rồi ôi. Cho nước ra, cho nước ra cái gì đó. Chiên bánh đi cho tao gọt, tao gọt hay, tao gọt. Mày gọt đi. 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 Không cắt sớm thì đâu có lấy đâu. Không lấy chảo đổ nước ra luộc mấy con này xong rồi đi khỏi nướng. Muốn lấy rồi. Em bỏ nữa sao cái nó cứ nhẹ quá sao được. Ờ đi đi. Rồi đi 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 đi. Đi. Ê cái thằng tao chiêu, tao chiêu đâu rồi? Mới ông mới đưa tôi. Hai hai nhắc đâu kêu rồi. Sáng chở tao chiêu, tao chiêu. Ông mới đưa tôi mà ông quên trời. Em đi gọng ngoài đi, đi gọng ngoài giống ơi. Đi qua gọng ngoài xíu rồi đậu đuổi mà nó ra ra. Chở vợ đi chơi chơi. Chơi. Phải qua đây, lâu phải qua đây có ông Phương tao tao kêu tao điện kêu mấy tại nó chở mẹ vô Long Xuyên. Bữa nay này chở thằng đó đi thêm. Tới luôn. Với cá không? Với cá không kiếm tôm, chở thằng kia nó tôm cá không có luôn. Về đây hả? Đậu đâm rồi đó. Đâm rồi đó, đâm đó. Nó động nước đi à. Ông bữa nay đừng dăng lại. Gì nữa còn gỗ tôm gì khách gì nữa. Cá còn đóng còn nữa chết lại ngoài tôm nhiêu được rồi mày giờ bữa tại giờ bữa rồi bữa nay không có lóc thôi bữa rồi cá này thấy không mày giết tao giải chài cá nhấp luôn thấy không mày giết không cá lóc thì giờ bữa ăn rồi sao đâu dân lướt cá đồng tông vậy đây giờ lướt cá có ai rảnh mua lúc đá coi mua lúc đá mà muối cá lồng tông nè chưa lên phải không cái đỉnh nó quẹo lên phải không đi kìa có quá trời đâu kìa quá trời đâu kìa dạ, quá dữ mà lẹ đi Dũng ơi. Bữa đây muối bên kia muối là ngay trắng lòng. Cái đít bự quá trời bọc. Bên này với tên mày đi lông bèn. Chẳng lấy cái thao á. Lấy cái thao cuốn cuốn bỏ vô thao thao thứ tự. Dạ mày có chữ mày không bằng. Hả? Dạ mày có chữ mày không? Chữ gì? Dặn đây vậy đi rồi chừng nào mà tao về tao cuốn. Mẹ ơi. Nhưng mà hết Dũng ơi. Đâm lắm rồi. Thằng này nữa nè. Mở nó cuộn đây, cuộn đó, cỏ văng đi, cuộn đây, cuộn đây, cuộn đây. Thằng này. Nướng cái màn kìa. Ôi giờ ta lấy lưới ba màn hay là. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Đó, ghê không? Đó. Ba màn có ba màn. Đưa ba màn bữa cá lóc. Đây. Trời ơi, trời ơi, đã không? Đã không? Dở rồi, dở rồi, dở cái này. Đó, trời ơi, trời ơi, quá. Hả? Nguyên bay lồng gồng của bạn. Hai bay lồng gồng của bạn. Bay lồng luôn hả? Bay chưa? Đi lẹ chứ Dũng ơi, đi lẹ chứ em ơi. Sao dài quá vậy Dũng? Trời ơi. Ăn
Trời ơi, coi dưới đâu đúng không? Ui, con trăng. Đâu? Ây cha. Đâu? Đây, nãy giờ không ăn cá chơi, Dũng ơi. À, mới dân dính rồi trời. Bây giờ đâu mới mò, dân lưới không xuống mà bây giờ nhậu không nhậu là sao? Mò gì vậy, mò gì vậy? Anh chị em mình. Hả? Mò gì vậy? Wow. Cùng lại nhỏ đi, cùng mấy nó đi. Cùng lại đi cho mấy nhỏ ăn. Dạ. Ừ. Cầm kìa. Bữa không? Cầm vô đây nhậu đi. Ừ. Nhậu không nhậu mà mò. Mò hả? Dín lưới. Hay quá ta. Mò à? Dũng hay lắm. Ừ, mò. Mò. Ủa, cháu đi, cháu đi. Đúng buồn lắm, quá chơi vậy. Cháu chơi. Xóa lụi, xóa lụi, xóa lụi. Cái cây sắt đây hả? Cá một tâm cuốn đi. Bơi à. Cái trời cái ngon mà. Bỏ thầu đi, bỏ chanh vào thầu. Nó chết à. Vậy này nó nướng là tới nãy luôn nghe. Bạn. Hả? Ủa gì đâu xăng rồi phải không? Đâu xăng rồi phải không? Anh. À, dính một con cà phê. Ây da, đã quá. Rồi cuốn đi em. Ồ đã quá. Quá. Wow. Vô nghe. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Quá vô rồi. Bạn kia uống rồi. Đó đỏ. Sao cho bạn uống rồi. Đi vườn dâu đi. Dâu đi nhất. Ồ, anh làm đủ giống văn đủ đi biển quá ta. Quá trời luôn kìa. Làm giống văn đi biển quá trời luôn. Rồi, cái này đóng nhiều. Nhiều đâu, phải xe giềng này kia là dưới. Đóng nhiều trời. Trời ơi. Không nghe là đậu mình vậy đó. Ừ. Xong này rồi lấy tay khác văn thôi. Quất cái kia luôn. Ừ. Trời nước rồi nghe qua cái văn đi. Cái này để lại. Cái gì đâu cái đi. Cái gì? Chuẩn bị gác cái cây vậy nó. Gác ngang ngang vũ nó nghe nè. Cái dính tập dính dính luôn á. Không biết đi rớt em sợ rớt nha. Ừ. Quá wow, quá đã rồi. Thấy luôn á. Gắn tay một thôi, gắn chữ hai tay cũng cuốc mệt chết. Thôi chị đổ lộn cuộc là trời. Đến. À, cuộc lên cuộc gối. Nó bỏ vậy đi. Lòng lướt tao không có. Mình sao cuốn vậy rồi sao vũ? Tại cái nó nhân cái tâm cuốn đi sao vũ? Được hết, rất là dễ. Cái này có bự rồi. Quá đã trời. Không đá. Đâu luôn tướng bá vậy. Dạ mụ hả? Đưa tay kêu luôn chồng. Đây anh em quay rồi. Dân luôn cái vậy. Quýnh tay nữa. Vợ vợ Dũng có đăng ký kiếm bà đặt cắn cá không vô Dũng? Bà cắn cá ngoài chợ á. Đầu lớn nè. Cá này cá dữ luôn trời. Ừ, bự bự không nè. Trời ơi trời. Dũng đi ra cho hả? Bán mấy mệt. Đi để trên tay sao Dũng? Phân 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 giữa. Cá này bự không trời. Cá trứng không đầu chỉ có cắt đầu ha. Cá chê thì mới ngon. Có ngon lắm mà chị ăn được mất xương lắm, chị gắp xương hai nặng trong bệnh viện đó. Ủa, mình nhai luôn. Bỏ vô thùng liền, bỏ thùng liền, bỏ thùng liền được. Để nó đá vô được, để nó vô. Quỷ ở chén nó giữ mà. Nhiều lắm. Mất xương. Mày còn có người ta nữa. Xoay nhấp vô ngày mai nữa là chạy. Mày có ăn không? Phải rồi, cái dòng này. Ăn trực tiếp là cắt rồi. Ở đâu, ở đâu. Nó nữa mà. Đóng luôn. Dính lưới vô. Tư mày mặc một thôi một chảo rồi còn cái cho quý cho bà Tư gì vậy hả? Quá trời cá này trời. Cá này bắt đầu lại bán vẫn mình cả trăm ngàn ký luôn vậy đâu? Trăm hai, trăm hai. Vậy gian bán đi bạn bán vậy. Ừ. Sương không ăn uống gì đâu? Lộn dây cái này cả. Chị ăn sao? Nó cắt cơm ăn sườn. Chị cắt một cái. Nó cắt một cái. Nó cắt một cái. Gỡ vừa. Bỏ cho nó gỡ. Gỡ nhai luôn mà. Nó lộn tùng. Đẩy đi cho nó. Xong rồi ta dùng. Cuốn tay cuốn. Để cho nó. 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 Để
À, hồi xưa có hai gà, hồi xưa có hai gà nó ăn cá quà này Quỳnh, nhớ không? Trời, tay nướng một lần đã luôn rồi. Chỗ bỏ vô nữa là ok. Ăn về nó ăn. Nó hậu với chừng tay này, 2 tiếng một chưa hết. Trời ơi, đi luôn rồi. Tới đi luôn rồi. Dắt vợ đâu không? Dắt chứ. Dắt vợ dắt bầu à. Ơi. Mày nếu mà mày chúng mà phải nghĩ anh em đây chứ. Đó mùa nữa là hả? Mùa tốt nữa là hay rồi. Chứ bỏ là qua đêm dùm có nắng là sáng cho. Đừng gọi quá. Mày đưa vàng mới mới không? Hết giờ là ta cào cho dùm ăn. Xong bắt đầu lấy cái ruột nó ra. Bô hành á. Giờ nó nghĩ cho dùm ăn rồi. Để đại nó qua nó lưỡi là nó bán cho con người nghe. Lên 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 lên. Ở dưới được rồi. Ở được hả? Thả đầu hẻm thôi cho đi bộ vô. Mấy sao tới nhà nó được rồi. Sẽ muối luôn. Ờ. Quay lại gọi luôn rồi. Okay, đi sao? Wow, ngon ghê trời. Quá mỡ luôn. Trời. Máu nó chảy vòng nội luôn lại đi. Chưa được rồi. Thôi thôi rồi tắt tắt tắt. Mò hết lụm được con vậy đó hả? Rất lớn tuổi rồi mò hết được rồi. Không phải đổ không thì có 7 năm đứa đi làm phải về phải đổ ra. Sao bây giờ mẹ chứ? Còn sao quay hoài vậy thôi để cho tao đi. Đổi chỗ bàn giao. Anh quay về không biết con bự con nhỏ đâu, để con tay vậy nè, người ta mới hiểu. Nó bằng hai cái con tay cái. Bằng lại giờ mới ghê. Không thấy, chỗ gì. Tình đi. Đi gần lại chào bá nghe rồi. Đúng rồi, sao mấy cái con bự vậy? Gần bự trong coi con ốc gì ốc. Ốc... Con hến. Con hến. Con hến. Con hến. Con hến. Con hến nước ngọt. Cú heo của là của heo của lại. Cũng mời tao hỏi chim heo của ai à? Cũng mời tao hỏi chim heo của ai? Chim heo của Cường. Chị họ chị xui hỏi chim heo của ai là cho có trả lời lắm. Mày nè cây. Nào ấy đứng đâu không bắn rồi. Khỏi con heo kìa ông làm á. Thôi giờ này mà đem đây nướng lửa than này không có đâu, phải có than mới được. Đốt lửa nữa không ăn nữa thì đốt thôi, có gì đâu, có đâu có được.